nó não chết tại chỗ mà. Đứng tim thì có đâu mà có dịp đến các kênh và nhiều cái sự kiện khác nữa. Nội dung thứ ba của tà tư duy đó là tư duy thiếu nhân quả hoặc là tư duy trên nền tảng của mê tín dị đoan. Hầu như là phần lớn Phật tử sau thời gian đi chùa dài năm vẫn còn rơi vào cái tư duy này. Ta thử làm một cái công tác thống kê xã hội học cho những người phụ trách đó, làm một cái danh sách của câu hỏi và gửi từng Phật tử đi chùa mình để có sự trả lời một cách khách quan. Trong nhà còn có thờ Vũ Thiên Huyền Nữ, Mẹ Sanh Mẹ Độ, Quan Thánh Đế Quân, Táo Quân, Thần Tài, Thổ Địa và nhiều vị thần khác nữa. Hầu như là 90+% các Phật tử đều thờ hoặc một cho đến là nhiều vị thần, nhiều vị niêm trong nhà của mình. Mặc dù theo Đức Phật từ cái ngày Quy Tâm Bảo đó, ta đã được khích lệ và phân tích rất rõ quy Phật bất quy thiên quy Phật. Đức Phật không muốn mình có vai trò độc tôn như các tôn giáo khác đã từng. Ở đây tại sao ta không cần phải nương vào Thượng Đế, các thần linh, rồi các vật linh trong các tôn giáo bái vật phái? Bởi vì ta biết rất rõ rằng là tất cả mọi người, mọi chủng loại đều sống theo quy luật nhân quả. Cho nên nếu Thượng Đế và các thần có thật đó, thì các vị ấy cũng không vượt khỏi quy luật nhân quả. Ta cũng thế, thì cần gì ta phải nương vào các vị ấy làm gì, mà lại rơi vào cái chủ nghĩa là định mệnh của bà. Cho nên tin nhân quả, thẳng bước mà đi, để khỏi phải nhọc công vào những niềm tin vu vơ không có giá trị đâu vào đâu hết. Thì là Phật tử lâu năm mà vẫn còn thờ các vị thần linh trong nhà là đang sống với tà tu duy, vì không xử lý vấn đề trên nhân quả. Và cái này là cái cực kỳ khó. Tại vì rất nhiều Phật tử cứ tự an ủi, thà mình thờ dư thừa, không có thằng này hộ trì thì cũng có thằng khác bảo vệ, chứ lỡ mà không thờ đó, làm ăn không nên, tài sản không ra đó, thì sau này ăn hận cũng quá muộn màng. Chính từ cái tâm lý an ủi như thế đó, cái niềm tin mê tín ngày càng có cơ sở để sống. Giống như là những dây chùm gỡ, ta có cảm giác là nó làm đẹp cái thân cây, cho nên ta không bỏ đi, mà cuối cùng cái sức sống của cây gần như là nó không được như nó chính là. Do đó các tà tư duy về sự thiếu nhân quả đó rất là khó bỏ đi, vì ta không biết rằng là nó là một mối đe dọa của trí tuệ. Sống với tà tư duy thiếu quả như chừng nào thì trí tuệ của con người bị giới hạn chừng đó. Vì đó các Phật tử phải mạnh dạn tháo mở những cái thói quen mà nó gắn liền với phong tục tập quán của Nho giáo hơn là cái nền minh triết của Đạo Phật. Nhiều người Phật tử khi mà đi du lịch Trung Quốc và Đài Loan đó, thì thường được dẫn đến những cái trung tâm bán quà lưu niệm. Trong đó có một con vật tên là Bì Hiêu. Vật này á, cái miệng rất to, cái bụng cũng khá lớn mà không có hậu môn. Và người Trung Quốc quan niệm một cách mê tín rằng thờ con vật linh này sẽ làm cho mua may bán đắt, vì tiền vào trong nhà mà không xuất ra thì đồng nghĩa là có vốn tạo thêm lãi và lời thật là to. Cũng giống như ăn vào mà không tiêu hóa đi thì người đó không bị mất cái gì. Đây là một cái sự suy luận á, mê tín trên nền tảng của logic hình thức, nó trái với khoa học lắm. Con vật nào hay là bất kỳ ai ăn vào mà không ra được là chết à? Đúng không ạ? Cho nên ta phải có đến 3-4 bộ phận để mà phóng thải những gì đã được tiêu thụ: đường đại tiện, tiểu tiện, mồ hôi và sự chết đi của các tế bào để thay thế cho mầm sống mới của những tế bào khác. Rồi do đó cái tiến trình vô thường đó nó tạo dựng sự sống qua hàng giây, hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng. Rồi lại có rất nhiều người mê tín là biết
cứ nghĩ là cứ nạp bên trong càng nhiều thì càng già. Người mà có tiền nhiều mà không làm từ thiện cũng giống như là nạp vào mà không có lỗ thoát ra vậy đó, chứ sao gì cũng chết bởi cái tâm bỏn sẻn keo kiệt. Và khi chết á là đôi lúc cũng khó được siêu, thì cái tâm tiếc nuối về tài sản mà mình đang bị vướng dính á. Nên cái nền văn hóa bị hiu là về văn hóa mê tín, không dựa trên nền tảng của nhân quả. Một số khác thì thờ ông thần tài, nghĩ rằng ông thần tài có khả năng là mua mai bán đắt, mang tiền bạc về cho mình, cho nên người ta phải thờ ông thần tài cái tư thế đứng. Tư thế đứng là để giống như là thoải mái rước tài về trong nhà, còn ngồi hơi bị động. Người ta làm là cái chiều cao nó khoảng chừng một thước, để trên bàn thờ hay là để ở cái góc nhà, để chỗ nào đó mà chiều cao nó cao tương đối, chứ ta không thể để ông thần tài ở trong cái phòng ngủ, vì cái đó là cái nơi ăn chơi, và do vậy tài sản sẽ bị tổn thất. Đó là những niềm tin mê tín của người Trung Hoa rất là lớn, và họ nghĩ là thờ ông thần tài càng to với những vật liệu sang trọng thì phước báo sẽ được gia tăng nhiều. Nhưng đâu có ngờ thần tài còn không cứu được chính mình, làm sao cứu được người, không ạ? Rồi cuối năm 2008 đó, chúng tôi đọc cái một mẫu tin rất là đau lòng mà cũng hết sức là triết lý. Đó là một cái công ty sản xuất thần tài của Việt Nam bị phá sản. Một năm vậy nó tạo ra biết bao nhiêu triệu tài, mà cái chất liệu hàng Việt Nam thì nó không cao. Mặc dù người ta nói là người Việt Nam nên sử dụng hàng Việt Nam, mà giá bán trên thị trường lại là mắc hơn là các ông thần tài sành sứ rất là sang trọng ở Trung Quốc. Kết quả là bị ứ hàng dẫn đến phá sản. Nếu ông thần tài có khả năng phù hộ đó, thì vài triệu ông được cái lò sản xuất này sản xuất ra đó, phải làm cho chủ nhân của nó là giàu kết xù, không ạ? Không ngờ là phá sản. May lắm là chủ nhân của nó đã không tự tử mà chết á, vẫn còn hy vọng thần tài cứu giúp mình trong tương lai. Chứ nếu mà là bế tắc quá mà tự vẫn thì ta còn thấy cái hậu quả của việc mà mê tín thần tài là cỡ nào. Do đó cái ý niệm về sự giàu sang phú quý nếu không đặt trên nền tảng nhân quả đó, thì mọi đầu tư đó dẫn đến sự thất bại là chuyện rất là thường. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu kéo dài 18 tháng từ giữa năm 2007 cho đến tháng giêng 2009, một tỷ mấy người Trung Hoa trên hành tinh này đã cầu thần tài. 87 triệu người Việt Nam cầu thần tài, mấy trăm triệu người có ảnh hưởng gián tiếp với nền văn hóa của Trung Hoa như là Nhật Bản, Triều Tiên, Thái Lan thờ thần tài, mà có vượt qua được đó. Cái khủng hoảng nó mặc dù có những cái gói kích cầu chưa từng có trong lịch sử của nhân loại, mà khởi xuất từ Hoa Kỳ 800 mấy chục tỷ và nhiều quốc gia khác đã hưởng ứng một cách rất là ngoạn mục, vẫn chưa có thể phục hồi được cái cơn tai biến mạch máu não của tài chính toàn cầu bị khủng hoảng trong thời gian vừa qua. Nhân quả Phật giáo phân tích rất rõ, có chánh nhân không vẫn chưa đủ, vẫn có nhiều phải đòi hỏi đến những duyên nhân, những tác động phải điều chỉnh bàn tay của chính quyền quốc tế và quốc gia vào các hoạt động tài chính của thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản, vì hai cái này nó dẫn đến cái tình trạng phá sản cái nền tài chính toàn cầu. Nền tảng của thị trường tự do với cái trục xoay của nó là lòng tham. Người ta sản xuất hàng loạt các mặt hàng với cái giá tương đối là rẻ và được quyền sử dụng trong vòng nửa tháng, trả lại không có tốn tiền, thì người tiêu thụ có cảm giác rất là hài lòng với những mặt hàng được các sản xuất cung ứng trên thị trường, và nghĩ rằng là việc tiêu thụ nó đó có cơ sở để mình có thể thanh toán ở trong tương lai. Cho nên mạnh ai lấy mua, người chỉ cần có 10% tiền với cái giá một món hàng hay là một căn nhà trên thực tế là có thể mua nhà trả góp. Và do vậy